song việc sống và xa quê hương hàng chục năm là thách thức không nhỏ với mỗi người Việt để giữ gìn bản sắc văn hóa của Việt nơi đất khách quê người. Có một cặp vợ chồng Việt đã định cư ở Canada từ khi họ còn ở độ tuổi 19 đôi mươi. Dù đã gần 25 năm sống xa Việt Nam, nhưng họ vẫn còn giữ nếp sống của người Việt qua cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt, họ còn nuôi dưỡng trong tâm hồn tinh thần Việt qua cách thường xuyên hai vợ chồng cùng biểu diễn những nhạc cụ dân tộc truyền thống như đàn tơ rưng, đàn dầu, đàn bầu và sáo trúc. Xem những hình ảnh và lắng nghe những âm thanh này, ít ai nghĩ nó lại đang được vang lên ở một nơi xa Việt Nam đến nửa vòng trái đất, bang British Columbia, Canada. Chúng tôi đến thăm vợ chồng anh Hồ Khắc Chí và chị Hoàng Ngọc Bích tại ngôi nhà nhỏ của anh chị nằm trên con phố Minoru, phía đông tỉnh British Columbia vào một ngày đầu mùa hè và tìm hiểu về cuộc sống của họ sau gần 25 năm sinh sống tại đây. Từ những năm 1990, khi còn là những thanh niên đôi mươi, anh Chí và chị Bích đã thành lập một ban nhạc có cái tên rất Việt Nam là Bamboo Music, tạm dịch là nhạc tre, để đi biểu diễn khắp nơi trên đất nước Canada và tham dự các lễ hội âm nhạc ở các quốc gia châu Âu như Italia, Bỉ, Anh. Ngoài những cái biểu diễn âm nhạc cổ truyền Việt Nam, những cái cây đàn Việt Nam như là các bạn thấy chúng tôi vẫn làm đó, thì có một cái làm chúng tôi rất là xúc động. Ngoài cái kiếm sống ra thì mình quảng bá được cho cái một cái góc của cái văn hóa cổ truyền Việt Nam. Đi biểu diễn rất nhiều các cái, kể cả các trường đại học, các em phấn khởi lắm. Vỗ mồm rồi khoe với bạn rồi chạy đến nói là chúng em cũng là Việt Nam đây. Dù đã gần 25 năm sống ở Canada, những bữa ăn hàng ngày của hai vợ chồng anh Chí và chị Bích vẫn là những món ăn rất Việt Nam. Anh chị quan niệm những món ăn Việt Nam vừa hợp khẩu vị lại mang đậm văn hóa ẩm thực của nước mình. Và hơn thế nữa, mỗi khi ăn những món Việt Nam, mình lại có cảm giác như đang được ở chính quê nhà mình vậy. Điều khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên là dù ở một nơi xa xôi với nền văn hóa khác biệt như vậy, nhưng anh Chí và chị Bích vẫn duy trì tập quán thắp hương vào ngày mùng 1 hay ngày rằm. Phong tục tập quán nó đã ngấm vào mình từ có lẽ từ đời ông cha, từ ngàn xưa rồi. Thế và mỗi khi mà mình dỗ Tết, mùng 1 ngày rằm cũng lên chùa, rồi thắp hương cũng tổ tiên, thì những cái đó nó mang cho mình một cái tình cảm quê hương rất là nhớ nhà và mình cảm thấy nó rất là thiêng liêng trong cái cuộc sống.